Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình sẽ quay video tiếp theo. Là bây giờ thì cũng đã là 11, 12 giờ khuya rồi các bạn. Giờ thì nãy thì mình cũng dẫn cái video trước mình là chạy đêm. Bây giờ thì cái quãng đường là cũng sắp tới nhà rồi. Cho nên là giờ này thì khá là khuya rồi ha. 11, 12 giờ nhưng mà vẫn chưa tới nhà được. Cho nên quay ra đến cho người xem đây. Giờ tàu thì cũng rất là đông. Em hơn như này cũng đuối lắm rồi. Thứ nhất là không có ăn, thứ hai nữa là thức khuya nữa. Thì cũng như mình xin nhắc lại nha, cái chiếc xà lan này, chiếc xà lan này là hơn nhận rồi. Ông nội thuộc đó, ông đi đâu chui chui đó trời, kìa mấy ông thuộc thiệt kìa, má ơi, kìa mấy ông nguy hiểm vậy. Thì cũng như mình xin nhắc lại nha, chiếc xà lan này thì hơn lãnh kiểu như là chủ xà lan thì họ muốn tháng mười mấy triệu gì đó là mình nhận đá, giao đá về Hậu Giang, hay là có thể người ta kêu mình đi đâu làm gì thì mình đi ha. Bây giờ vô đây quay cho người xem nha. Nãy thì video lúc 8-9 giờ tối, giờ thì 9-10 giờ khuya, 1-2 giờ khuya nè. Đây cô tài cộng của chúng ta đây. Ủa nãy có mấy chiếc xuồng chạy đó, con thấy không ơn? Rồi nguy hiểm thì chứ, không coi mình không ra gì hết chứ. Đây tàu trên rất là nhiều, giờ đổ xuống nhiều ghê lắm. Giờ đó bụng chưa cưng? Chưa hả, buồn ngủ không? Phải anh lái được anh tiếp cưng rồi, ngặt thì cái này anh nói thiệt anh không biết đường luôn á. Đuối thiệt chứ, thật sự luôn các bạn. Giờ chỉ còn có Hơn với lại mình với lại đứa cháu của Hơn thôi. Vất vả ghê chưa? Đó, cho nên phải đòi hỏi cái kinh nghiệm là từ cái chỗ này nha. Chứ không phải là chạy đường trường mà ban ngày thì nó dễ, nhưng mà chạy cái ban đêm á rất là khó. Đủ thứ công chuyện hết trơn, hai bên thì đèn đốt tùm lum hết trơn. Vô cái đường mà nhà cực kỳ đông các bạn. Giờ em ấy đang nhóm ga lên ha. Chỗ nào kiểu như là chỗ nào mà tàu nó chống chống á là nhóm ga lên rồi. Để cho nó nhanh xíu cho đấy, khi vô ban đêm mà ai cũng chạy chậm hết trơn thì lâu lắm mới tới nhà. Tụ nghiệp ghê chưa. Đó, giờ em ấy pha đèn để coi tàu ghe được như thế nào. Còn mình pha vậy là khi mà có tàu là nó sẽ pha lại với mình hả cưng? À pha mấy ông xuồng xịt đó hả? Mấy ông đó nguy hiểm quá. Đây các bạn thấy không, khi mà cái tầm nhìn ở trong cabin nhìn ra nè, hầu như là hoàn toàn không thấy luôn. Cho nên là nhiều khi cái mũi tàu mình nó, mấy ổng xuồng nó nhỏ, ổng thấp chứ là mình không biết đường á, cho nên nó cũng nguy hiểm lắm. Mấy ông có ngoại đó cũng chạy ẩu dữ trời luôn. Ổng nói chung là chạy bất kể, nhiều khi là tầm nhìn không có. Có chiếc quái gì nó chạy ghê hả. Ủa tới đâu anh hết thấy mồi gấp đường luôn trời. Đây hai bên nhà đèn tùm lum hết trơn các bạn thấy không. Này khuya cho nên là ở trên bờ chắc mình nghĩ mọi người đang chìm trong giấc ngủ ngon. Với những cái cô gái cùng tuổi hơn thì chắc giờ này chắc đang ôm gấu trúc, hay là đang ôm kiểu như là đang ôm những cái gối ôm mềm mềm rồi ha. Còn khi nghe máy thì bây giờ phải chịu đựng với một cái sức xương gió bên ngoài, phải là hoàn thành cái nhiệm vụ là đem chiếc tàu về đúng cái nơi mà chiếc tàu cần đến và cần đi nữa. Đó, một cô gái nhỏ tuổi nhưng mà đầy bản lĩnh để cầm một chiếc tàu bự chạy nha. Riêng mình thì mình nói thiệt là xin thua, cũng không phải là riêng mình nữa, nhưng mà cũng có một số bạn, cũng có một số anh em cũng có thể là đồng tuổi mình nhưng mà cũng không dám nhận một cái trách nhiệm như thế này đâu. Thật sự mà nói, nếu anh em đi xà lan hay là cô chú nào đó đi xà lan hay sông nước thì có thể là chuyên nghiệp hơn, còn như mình thì nào giờ mình chỉ biết đi theo ăn cơm một giây thôi còn bị chữ lê gai rồi nữa. Đủ chưa ha các bạn, thấy chưa, giờ chỉ còn nghe cái tiếng vô lăng kêu thôi. Này có nhiều ông hỏi xà lan có phanh không, nhiều cái là đau đầu nha. Rồi mai mốt mà đặt thêm cái câu hỏi qua cua có bật đèn nhanh không nữa thôi rồi luôn rồi xong rồi. Thiệt á, có nhiều ông hỏi anh nhiều cái anh nói thiệt không thấy đường, không biết đường mà trả lời mà nói luôn. Nhiều cái câu nói mà phải nói đi vào lòng người luôn đó. Khúc này là cua cứ nói là tàu cá mà đúng không?
Gối ghê chưa. Khi mà tôi chạy ban đêm mà cái khó nhất cần gặp là cái gì hơn? Cưng không biết luôn hả? Nói chung khó tới đâu sợ tới đó đúng không? Nói chung là hơn trả lời một cách rất là ngây thơ ha. Cưng có bị giống như là hạn chế tầm nhìn là không hay là như thế nào không? Cũng thấy rõ bình thường đúng không? Nhầm bữa mình cùng ngủ thôi ha. Cho nên phải uống cà phê các bạn. Đây. Vậy là mình chạy phải mở cái cửa cái kiến lên ha. Cho nó thoáng với nó mát rồi. Bắt đèn pha liên tục các bạn, sợ mấy ông xịt á. Đó, mấy ông xịt cũng chạy dèo dèo ghê ha. Hả? Ở đây có ngã ba đúng không? Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Có mấy chiếc tàu cá bự bự luôn các bạn. Ủa cần chạy tàu cá được không ơi? Chắc cũng được mà. Tại cưng chưa chạy cưng mà chạy tàu cá là chùm luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Nói chung là tại vì cưng không ấy. Đây các bạn, nãy con rắn nó bò ngang một cái hồn vía muốn lên mui hết trơn các bạn. Đã trời bóng tối mà mấy anh em giờ trong đây đã kiểu như vừa lo sợ, kiểu như là mình về là tới nhà thôi, mà cái con rắn đâu nó chui ngang cái má ơi luôn thiệt. Đang ở trên mui nó hồn vía lên mui luôn thiệt. Rồi hoài mến. Nghỉ đi con. Hồi như cái đèn chớp chớp là cái phao hả hơn. Hay là cái mấy đêm ở trên này là phải đóng hết những cái cửa này các bạn. Nói chung là đậu đâu cũng vậy chân ha. Thì đó là mình đi mình ngủ thì mình chia sẻ lại với mấy anh em mà nhiều khi chưa đi tàu đi xà lan thôi, chứ mấy cô chú anh chị đi thì cũng có xem thì thông cảm với mình nha. Nó thì đóng cửa này rồi cửa đó đóng kín hết, tại nhiều khi sợ mấy ông mà ông vô ông lụm ba điện thoại cái xong luôn. Ôi trước giờ cưng đi ban đêm mà có bao giờ bị kiểu như là bị mất điện thoại mất đồ được chưa cưng? Chưa hả? Mà nói chung mà mình đi phải thủ đúng không? Có khi nào mà quên đóng cửa được không? Vậy ha. Mà đóng kín mấy cái cửa này trơn các bạn. Để tại thôi cho không có ai chui vô, nói chung là cứ tại đồ đạc bình bọng đồ lặt vặt lung dụng rồi rất là nhiều. Đi tạo con kia nó quên lên bờ luôn. Ai chứ mến quên đó không phải giỡn đâu. Có mấy đêm mà anh lên đây ngủ anh sợ, đêm bữa mà cứ nói anh sợ cho nên là anh cũng lo. Đói ha hơn ha. Dạ. Điều này chắc đói hả cưng? Chưa. Hơi hả? Giờ ở trên có chiếc tàu đang đổ xuống đúng không? Nói chuyện chứ đi xà lan, ai xà lan nào cũng có đồ để ai tính kia chứ. Vậy là trước giờ anh được cùng lúc mà đi, lúc mà anh đi cưng với anh được lúc đó là cũng có bị mắc đúng không? Đâu có đâu. Đồ rồi để mình thủ chiếc xà lan của mình á. Không, điện thoại bóp được rồi, trước giờ có bị lụm không? Cưng thì chưa bị phải không? Không, nói chung cưng cẩn thận thì anh nghĩ là không gì đâu. Tại vì anh hai mệt quá anh cũng quên rồi, cho nên là ý tại đi tàu này thì nó nhiều thứ các bạn không biết đường mà tính nữa ha. Bắt đầu sẽ pha dạ pha. Lúc mẹ mới xuống Thái Lan á có qua chiếc của cái gì kia chơi á. Nước uống luôn. Trộm dạng dữ trời.
là nó chạy vỏ là nó cặp lên, nó phóng lên tàu mình kiểu mà mấy anh em mình ở trên đồ đó phải không? Có chứ. Có à? Dạ. Nó cặp lại là nó vô lục đổ trong á. Nguy hiểm như ta. Hai anh em không á. Ờ. Ông không bị bắt gì cho, bắt có hai dao à. Trời, cười hả? Không biết sao mà bữa nào cũng chữ nó gom dao vô. Sao cơ? Nhập khi dao mình ở ngoài á. Ờ. thường là hình như là tàu khẩm nó dễ hơn tàu nổi mình đúng không, leo lên đâu được hả? Dạ, tàu nổi dễ leo bình thường anh. À vậy ha. Dạ. Nhưng mà khu này không có đâu. Đúng rồi, khu này là về địa bàn mình rồi, những cái khu Cà Mau đồ nó quang sơ quang vắng cây cối đồ tùm đúng không? Ở bãi tập kết có. Bãi tập kết có à. À cái chỗ đó đó đúng không? Dạ, nguy hiểm quá ta, chỗ nào tàu đông địa là chắc là có thể là có. Lúc xếp cho em với anh ba em bị mất cái vỏ rồi. Mất cái vỏ hả? Đi tàu ghe này mệt lắm, nhất là cái lúc này là ra buộc dây buộc đồ mưa luôn, nhà chắc mưa nhiều lắm ta. Đói chưa cưng hơn trời, đêm nay ngủ dưới đảo hả? Trời sao hả? Rồi cưng với thằng ấy hả? À? Ừ. Ủa tới đó là tới chưa ta? Chưa qua cầu. Ở bên ngoài trời mưa rất là lớn nha các bạn. Rồi không thấy hộp nào luôn à. Nghe lách cách rất là lớn ha. Giờ mấy anh em mà đắm đuối luôn nè. Hôm nay sao trời cũng mưa ác chưa? Nè, mình xem nha. Đó, hiểu nè. Má ơi, đi tàu mà gặp cái cảnh mưa một cái nữa thì thôi luôn, buồn. Khiến nó cắn mũi nó chích luôn á thiệt chứ. Giờ thì ở phía trước đang có một chiếc tàu khẩm. Giờ thì Hơn đang thả từ từ. Trên đó cái quán màu đẹp dữ ta. Quán Hồ Tây.
vô mua ly phơi sữa uống con. Ngáo luôn kìa. Trời ơi, mến dám lặn sông mến. Dám không? Chơi không? Trời ơi, mới đây lại diễn dám chứ. Thôi, gan cái ghê à. Ủa, tới cái cầu đó là cầu sắt mà hả ta? Thì mưa nhiều nước kìa má ơi, lõn bõn kìa. Hình như anh thấy chỗ đó nó dột quá cưng này, chỗ đó đó. Kìa, nó nhiễu kìa. Bữa chưa sữa còn nhiễu dữ hơn. Là cái bữa đó là cưng bị cục đá chọi đó đó hả? Dạ. Hên ha, cưng cũng mặn lớn đó chứ, anh nói thiệt luôn á. Bữa đó là cưng ngồi đây lái luôn hả? Rồi anh được ngồi đâu? Anh thêm rồi sao? Cái đó khỏi luôn. À, đúng ra là mạng lớn thiệt luôn á, nó thiệt lỡ mà nó xui mà nó cách qua đây một cái nó thì thôi luôn, hơn hơi hơn. Nó hả, nó nhắm là gì á? Nó nhắm mà cái mạng cưng lớn á, nó chơi đâu. Cục đá là cái miếng thiếp mà nó tót, nó lờ lộn, nó tét cỡ đó. Cưng nghĩ đi, với lại phẩm cưng có chụp hình cho anh coi, cục đá đó là nó bự khủng khiếp lắm chứ. Cục đó là cưng 7-8 kg, cái chục ký á. Dùng tôn mà nó tét, tôn này nó dày với bộ, nó tét một cái á. Bởi vì khổ ghê, dùng ban đêm đi tàu mình chạy kiểu này thua. Ủa chiếc xà lan đâu có tiêu rồi, anh hết thấy mọi góc đường luôn rồi. Đừng thấy không? À, các bạn thấy vô ban đêm chưa? Mà trời mưa nó thôi rồi, nó buồn kinh khủng khiếp thiệt chứ. Đây ngoài giờ mưa tầm tã luôn các bạn. Thì bây giờ thì... bây giờ thì chắc có lẽ cái video mình chắc cũng sẽ gần kết thúc rồi, cuộc hành trình mình chắc cũng sẽ tạm dừng ha, tại vì tính ra là đêm nay đêm thứ tư nè cưng ha, bốn đêm mấy ngày ta, 5 ngày đúng không? Đúng rồi, 4 đêm 5 ngày. Thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức là mình quay từ cái lúc mà đi tới lúc về, tới lúc chạy ban đêm trời mưa luôn nè. Nó có tín hiệu là ở trên đang đổ xuống hay sao đây. Đây bây giờ thì ủa mình đậu chỗ nào cưng? Đậu hay à. À. Sắp tới chỗ đậu rồi nha. Cái này là đuối rồi đó, thật sự luôn á. Đuối, đuối. Trên. Ủa nó gần tới mình rồi. Ủa nó đi qua hay sao? Dạ không, tại vì ở trong bờ có chiếc xe đang hai đầu đậu á. À. À. Cái giấy đèn. Giấy đèn không cho mình qua hả cưng? Rồi nó đậu hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có cái chiếc đang mũi vô đường nước ngoài nha. Không biết nè. Em theo. Ê. Nó chiếc đó nó chuẩn bị qua mặt mình đó nha các bạn. Phải không hơn? Nó đậu hả? Ủa anh thấy nó đi mà ta? Không. Anh thấy nó đi mà. Cái chiếc ở ngoài nó mới đi. Chứ ở trong mình nó đậu. À, ở đó cái chiếc đang bắt đèn đó không? Dạ đúng rồi. À. Chứ qua cầu ông đậu lắm chứ. Ờ đúng rồi. Ồ, hết mưa luôn kìa, mừng vậy. Bữa hả mà em đi lại, em thả ra ga ra nè. Rồi em tới con chiếc này hai bó ga nhóm ra lên. Vô cầu cái ào. Mưa à? Khổ ghê. Mừng quá hết mưa rồi, không có bị ướt. Vậy là cái chiếc đang đi tới là qua, còn chiếc pha đèn mình là nó đậu. Không. Ba chiếc luôn hả? Dạ, thưa anh ạ. Giờ cần đợi ba chiếc qua là mình xử lý à? Ba chiếc qua là mình xử lý à. Kinh nghiệm là đây nè các bạn. Đó, thấy chưa? Thank you.
và phải xử lý những cái pha đó cực kỳ khó chưa. Pha đèn liên tục của tàu thì hai bên đậu nhóc hết trơn, cặp cặp né không à. Đây màn đêm các bạn mọi người không thấy thôi chứ thật sự nhiều lắm. Đưa cái mũi lên nữa kìa, lâu lâu phai cái mũi lên coi nữa kìa, đó, đo được rồi. Rồi ông đậu đưa mũi rồi kìa, ê lũi cưng. Rồi ông đậu đưa cái mũi ra, khó ghê chưa. Lũi cưng. Sao ông thấy lũi dữ hơn. Đậu cái đào độc thiệt, cái ông nội này thua luôn. À. Lại đậu cái mũi đưa cái đầu ra thấy ghê thiệt chứ. À vậy mình chuẩn bị quẹo vô hả cưng? Dạ không có. Rồi chắc có lẽ là cái video mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Hơn cặp bến nữa là mình kết thúc. Bây giờ thì mình sẽ đi về luôn các bạn. Ngày này thì cũng khuya rồi. Ai cũng ngon chắc hết trơn. Ai cũng ôm gấu trúc với lại gấu bông hết rồi ha. chỉ còn anh em tôi giờ đang vất vả rồi. Từ Kiên Giang đến Hậu Giang, và từ Hậu Giang đến Kiên Giang ha. Giờ này cũng đã là khá là khuya rồi, cho nên thì thôi chúc các bạn mọi người xem video ngủ ngon nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi ra phía trước để buộc dây. Đây bây giờ thì mình đi ra phía trước buộc dây nha. Thôi thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, cô chú anh chị gần xa đã xem và ủng hộ kênh YouTube của mình. Thì thay mặt hơn với lại là những anh em ủng hộ mình, xin chúc tất cả mọi người thật nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống ha. Thì qua đây thì mình cũng xin nhắc lại ha, mỗi lần mình xuống tàu hơn thì mình có điều đem cho hơn một phần quà nhỏ nhỏ, nhưng mà tại vì mình không nói được, mong các bạn xem thông cảm nha. Thì giờ trời đang mưa nè, ướt nhẹp hết trơn nè các bạn thấy không. Giờ quay thì em ấy đang lái bên trong, nhưng mà thôi cái đèn led nó cũng làm chưa chói mắt cho nên là thôi. Bây giờ thì cháu của Hơn chuẩn bị dây nha. Trời thì đang đổ mưa nó ác ôn thiệt chứ nè. Đứng ngoài quay luôn các bạn, quay khúc này nữa cho mọi người xem là kết thúc ha. Giờ chỗ này hết biết chỗ nào là chỗ này luôn rồi, chỗ này là chỗ nào luôn rồi chứ. Tàu chạy ban đêm thì các bạn thấy khó ghê chưa. Lấy dây lại Dục. Dục lấy dây lại con chứ đâu có dục bỏ luôn. Có khi đi tàu thì cái khó khăn nhất là cái những cái điểm như thế này đây, cặp bến và vô cảng cặp bến rồi xử lý tình huống rồi đó. Chứ không phải là chạy đường trường là thì nó quá dễ rồi. Bên trong thì đang pha một cái đèn rất là sáng chói. Chuẩn bị đây nha, cái điểm ghé là chỗ này. Đây tội nghiệp cho ba của Hơn ha. Lấy vỏ cho khác. Cặp vô đi. Đừng gọi đèn ngay mặt con. Không thấy đường thì có gọi vô ngay mặt. Đừng có gọi ngay mặt ông Bảy con. Để ông Thông không thấy đường. Các bạn thấy Hơn ghét. Dạ dạ má ơi cái đèn. Không sao. Đó, các bạn thấy chưa, cặp bến cặp cảng đồ rất là chuẩn luôn á. Ba của Hơn cái mặt cái áo mưa kìa, em ấy đang cặp bến các bạn, tội nghiệp ghê chưa. Sử dụng giấy là con. Bây giờ cuối cùng thì em ấy cũng cập bến thành công rồi nha. Đó, giờ chỉ còn một giây thôi. Rồi giờ thì mình chuẩn bị lên đường. Xin chúc cô chú anh chị xem video thật nhiều niềm vui ha.
chuyến trải nghiệm đi từ Hậu Giang đến Kiên Giang và từ Kiên Giang đến Hậu Giang. Cái gì từ Kiên Giang đến Hậu Giang và từ Hậu Giang đến Kiên Giang ha. Đi tàu ban đêm nữa các bạn thấy nè. Đúng không? Đủ thứ chuyện hết. Đi không có dép luôn rồi chứ. Cái này các bạn cho mọi người xem nha. Thì đó. Chưa, cô gái thì trưởng đó. Hết cái mồi gấp được ngủ